Xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại kênh Hiểu Mán. Hôm nay em giới thiệu các bác cái đôi cái này. Xinh chưa? Đấy. Chất lông thì phải chê rồi. Nó gần 2 tháng rồi nhé. Dáng cụp nhé. Cực chuẩn, cực xinh, cực đẹp luôn này. Đấy. Chó bản nó hơi bé. Con đừng đánh nó đau. Đuôi ghê gớm chưa? Này. Đuôi lông này. Lông này. Đấy. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu gì với em tuyển ở đấy, nhìn con cái con này. Đấy, con trắng này. Nhìn chưa? Phê chưa này? Rất là nhanh nhẹn nhé. Đốm lưỡi, hai con đều đốm lưỡi nhé. Đốm lưỡi huyền đề. Con trắng huyền đề không nhỉ? Con này huyền đề, đúng không? Xinh này, cực xinh luôn này. Đó. Cực xinh luôn. Con có gì cho nó ăn đây mà con. Bé ngoan à? Con mà bé hư ấy, bé ngoan à? Cất đi, về giãn ở nhà. Rất nhanh nhẹn luôn mọi người. Đấy là đái. Đấy chỗ cái. Hai con đều đốm lưỡi. Quấn chủ lắm. Yêu lắm, mặt xinh cực luôn. Dòng cụp. Đuôi rất to luôn, lông rất dài luôn nhé. Đây này. Đây này, nhìn này. Lông dài cực luôn này. Đuôi to này. Đấy nhìn chưa. Con này thế này, đấy này. Cái đuôi con này này. Đuôi con này to hơn tí này. Đấy. Đây, nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Đốm lưỡi nha, hai con đều đốm lưỡi hết. Mặt xinh luôn, mặt như chó đực luôn ấy. Này. Chó cái này quá đạt luôn ấy. Ông này ông đòi bế. Đấy, hai con này, nhìn kìa. Đấy, ông đòi bị hai con. Nhưng mà bỏ ra con, tí cũng bế được, bỏ ra. Tí bỏ ra. Nhìn kìa. Bế nặng quá, không bế được. Đấy. Tí gọi chó đi. Ừ, gọi đi. Con gọi, những con gọi chó đi. Bế, con đòi bế nó á. Con bế thế nào? Bế được không? Đâu? Úi xồi ôi, nặng quá. Úi dồi ôi, nặng quá. Bế nó quay về đây thế nào? Úi dồi, nặng quá. Úi nặng quá. Đây. Đấy, hai cái được xinh này. Tí gọi chó được tin. Tí gọi nó đi. Đấy, đuôi to cho mọi người. Đấy. À, đi ra đi, đấy. Giờ. Đấy. À, con bé đấy á. Bế á, bế làm sao được, nặng quá à? Bế à? Không bế được á, được rồi, để đấy. Nhìn này, lông dài chưa này. Đây là con, nó hơi kem kem nhá. Con này là dạng như vàng kem, nó không phải là trắng hẳn nhá con này. Lông nhưng mà lông dài thật này. Nhìn này. Đấy, nhìn lông này. Đây, đuôi to này, đuôi rất dài, xong rồi rất đẹp luôn nhá. Bọn này chắc kì. Đây này, nhìn này. Lông kinh khủng luôn. Đấy, lông kinh khủng luôn này. Rồi. Nhìn này biết rồi, nhìn chưa, đẹp chưa? Chưa? Đấy. Chưa? Đây chưa cho ăn đấy. Bọn này chắc bọn này em mới tiêm một mũi nhá. Đấy, mới tiêm một mũi 5 bệnh thôi. Bác đã bắt về thì tầm khoảng chục ngày nữa tiêm cho nó mũi 2. Đây này, huyền đề này. À, con này huyền đề kép chứ. Huyền đề kép trên sau này. Sao có bên này? Bên này kép, bên này đơn. Đấy. Đấy, đẹp. Xinh luôn. Cực xinh luôn nha, cái đôi này cực xinh luôn mọi người ạ. Đấy, nhiều lâu lắm không bắt được đôi trắng đẹp này. Đấy. Chưa? Chưa? Cái luôn nha, hai con cái hết nha. Đó, con kia vàng kem ấy.
không phải là trắng tinh đâu. Con này thì là trắng này. Giờ đang đòi ăn cái gì kìa. Đấy, nhìn kìa. Nó đòi ăn này, nó đói. Hả? Con đã gì? Nó đang đòi ăn đấy. Đấy, lông dài mọi người nhìn này, lông nhìn dài rồi. Đấy, bác nào yêu thì nhấc điện thoại alo em nhé. Đấy, nhanh nhẹn lắm, bọn này nhanh nhẹn lắm. Chó bản nó nhanh nhẹn lắm, đây này. Số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Đấy, ok mọi người nhé, thôi. Em quay giới thiệu mọi người đây thôi, còn bác nào bắt. À rồi rồi, mọi người ai bắt thì ới em. Đây, con này đuôi vắt trái này. Không phải. Chả để ý vắt trái vắt phải nữa. À. Cứ đưa ra con hai con đuôi đều to này. Đấy này, hai con đuôi to này. Đấy. Đi ra đấy mấy con, cho nó ra ngoài này. Con gọi nó ra ngoài này. Ừ, chứ nhá, con gọi nó ra ngoài này. Ừ. Rồi ok mọi người nhá. Em xin phép dừng video đây. Bác nào cần thì ới em. Hai con này không phải chê vào đâu nhá. Chó bản nên nó hơi bé một tí, không phải là chó chạy đâu. Chó bản hơi bé tí. Ok. Em chào mọi người, hẹn mọi người video sau. Ai chưa đăng ký cho em giúp đăng ký nhá.